Cũng ngay trong tháng 5 mà chị. Ngay trong tháng 5 mà. Chị lại hát được. Cảm ơn anh Bị Ban Quyền không ạ? À, xin hát. Dạ. Anh chị này hát bằng Bị Ban Quyền không ạ? Dạ, em ngày 15 tháng 5 á. Hà xin hát bài Ngày Đó Xa Rồi. 15 tháng 5, ngày 1 đưa đây tổ chức bớt đây kia một lần. Dạ, 1 thì mấy đứa nhỏ con em nó cũng nó làm được.
trường chuẩn bị giùm em.